tất cả các động tác không dừng lắc luôn. Quay động tác thì giật không dứt khoát. Đây này, gặp. Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Có rất nhiều bạn hỏi mình rằng tay trang thuận và tay trang nghịch thì tay trang nào dễ làm việc hơn, tay trang nào dễ lái hơn, và tay trang nào kỹ thuật làm sẽ đẹp hơn, vân vân và vân vân. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái video so sánh giữa tay trang thuận và tay trang nghịch để xem tay trang nào dễ làm việc hơn và tay trang nào hiệu quả hơn. Thì trong màn ảnh nhỏ các bạn, đây chính là con Vio Zanma 35 các bạn ạ. Đấy, thì cái dòng này thì là dòng máy xúc mini. Con này hiện tại là có van đổi tay trang nên là rất dễ, rất là tiện lợi khi mà mình muốn đổi từ tay trang thuận và tay trang nghịch. Đây, đây các bạn nhé, đây chính là cái van đổi tay trang của nó. Tay trang cái này để như vậy là hiện tại nó đang dùng tay nghịch, còn các bạn gạt nó về đằng sau là nó dùng sử dụng là tay trang thuận. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ lên máy và test thử hai loại tay trang này để xem là tay trang nào dễ làm việc hơn. Đây thì hiện tại là mình đang sử dụng con này là tay trang nghịch các bạn nha. Đây là tay trang nghịch. Tay trang nghịch là như nào? Tay trang nghịch là kéo lên là nâng gần này, hạ xuống là xuống gần này, vào gầu này, ra gầu này, bên này này, đẩy lên trên là quay phải này, đấy, kéo ra sau là quay trái này, đẩy sang trái, đẩy sang trái là ra cần, mà kéo vào đây là vào cần nha. Đấy, bây giờ mình sẽ test thử là cái tay trang thuận, tay trang nghịch này trước. Đây, tay trang nghịch thì khi mình xúc thì mình chắc chắn là phải kéo vào lòng vậy rồi để xúc đó các bạn này. Thì cái tay trang nghịch và tay trang thuận này ấy, là mỗi người sẽ làm khác nhau ở đây như thế nào, là khác nhau. Cụ thể hơn là cái tay trang nghịch này ấy, là tại sao mà nhiều anh lại bảo là từ nhỏ tới lớn em chưa được làm tay nghịch, từ nhỏ tới lớn em chưa làm được tay thuận là như nào? Là khi các bạn đi học nghề, đúng không? Là khi các bạn đi học nghề thì cái nghề của các bạn ấy là sư phụ của các bạn là chuyên lái tay nghịch thì chắc chắn là bạn cũng sẽ học được tay nghịch. Đấy, còn sư phụ của các bạn học tay thuận thì chắc chắn các bạn cũng sẽ làm tay thuận. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy, tức là ngày xưa các bạn đi học nghề ở đâu, sư phụ lái tay gì hoặc là thầy giáo dạy tay gì thì các bạn sẽ lái tay đấy, rất là đơn giản. Đấy, thì như mình ấy, ngày xưa là mình đi học là học tay trang nghịch, thầy giáo mình tức là sư phụ của mình dạy mình tay trang nghịch nên là mình cũng lái được tay nghịch. Đấy, mình lái tay nghịch, bản thân mình là lái tay nghịch trước. Nhưng mà sau một thời gian thì mình đi làm thuê thì nhiều con máy là họ để tay trang thuận nên là thế là mình làm được cả tay thuận luôn. Nhưng có điều là các bạn ạ, mình lái quen một tay nào ấy thì cái kỹ thuật của cái tay đó nó sẽ dễ dàng hơn và nó không bị quen cửa, quên cửa đấy. Ví dụ như là bây giờ nhá, con này hiện tại là mình đang là tay trang nghịch đây. Đây, mình không cần nhớ động tác làm gì, mình cứ đặt đâu là mình xúc đấy. Đây, mình quay qua quay lại xúc thoải mái, không bao giờ quên được. Đây, đấy, quay qua quay lại này, thoải mái làm gì quên đâu, kể cả đang nói chuyện điện thoại này hay là đang làm công việc gì chẳng hạn, giờ là mình đang hút điếu thuốc hay là mình nghe cái câu chuyện điện thoại đấy thì mình có thể là không bao giờ quên được, mình có thể chuyển chuyển. Đây, thứ nhất là về tay nghịch nhá, tay nghịch thì mình rất là, mình làm lâu rồi mà, đấy, mình rất là quen tay rồi đấy, nên là mình có thể ở đây những cái góc cạnh như là cái chỗ mà cái cột bê tông này này mình có thể để sát được vào cái đấy, mình xúc rất là nhẹ nhàng và ngon lành, đúng không? Rất là nhẹ nhàng và ngon lành, hầu như là không có vấn đề gì cả. Đấy, quay cái thoải mái này, múa được, múa dẻo được này, tất cả các động tác gầu cái không bị rung lắc này. Đấy, tất cả các động tác không rung lắc luôn. Quay cái thoải mái, quay trái, quay toa phải, quay đằng sau, quay lung tung, đây quay vòng tròn đều được hết. Tất cả đây mình đều làm được. Đấy, cái tay nghịch này, đây tay nghịch. Ok, thì cái tay nghịch này thì mình đi lái mình làm nhiều hơn và hiện tại cái đa phần ấy, cái tay nghịch này thì chiếm nhiều hơn cái thị trường ở Việt Nam. Cụ thể hơn ấy là hầu như ở đâu họ cũng lái tay nghịch, duy nhất ấy cái phần tay thuận ấy là ở cái phần vùng cao như Tây Bắc này, Quảng Ninh, Hải Phòng này, đấy là họ hay lái tay thuận đấy. Và ấy, cái nhà nào mà nhiều máy mà tất cả toàn bộ lái ấy, họ đều lái được tay thuận ấy thì họ sẽ để tay thuận, hoặc là toàn bộ lái được tay nghịch họ sẽ để tay nghịch, họ không để tay thuận đâu. Ông nào mà tay thuận vào ấy phải học tay nghịch đấy. Đây rồi, như vậy là đây, tay nghịch thì mình lái rất là uyển chuyển rồi, đúng không? Tất cả những cái mặt bằng này, những cái chỗ này là kỹ thuật này, đây, mình có thể lắc gầu đều này, đấy, gạt mặt bằng đẹp này, đấy, không pha vào tường này, cách xa tường thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang tay thuận các bạn nha. Cái
van tay thuận đây mình có nói ở đây rồi. Nó con này thì tay thuận là mình phải đóng như vậy này bạn này. Đóng nó sang đây này. Đấy, đóng nó sang đây. Đấy, như vậy là tay thuận. Tay thuận là như nào? Tay thuận thì tay trang bên phải này vẫn giữ nguyên nha. Tay thuận nó đổi lại này, đẩy lên trên là ra cần. Đấy, kéo vào lòng là vào cả lòng, vào cần. Đấy, đẩy ra vậy là quay phải. Kéo vào vậy là quay trái, à, quay phải này. Kéo vào quay trái này. Đẩy lên là ra cần, kéo vào là vào cần. Đấy. Rồi, mình thử cái nào. Đây. Thì hiện tại ấy, đây này các bạn này. Khi mà dùng tay thuận mình không quen, khi đến sát phần cột điện này mình phải quay thật từ từ. Đấy, quay nhanh quá là đập vào cái phần cổ rồi. Đấy, mình cứ lái không quen mà. Đây. Đầu tiên thì nó hơi sẽ hơi nhập dây chàng đấy, kéo vào quá đây quay này, quay thì sẽ không nhớ, quay thì vẫn nhớ nhưng mà cái phần da này thì nó không được đều này. Đấy, quay toàn quay lúa muốn đổ ở trước mặt nhưng mà lại quay tận bên kia. Thứ nhất là nhầm, thứ nhất là mình không nhớ động tác là một này, thứ hai là mình hay quen cửa. Đấy, tức là mình quen cái cửa của cái thằng da cần như vậy. Đấy, nhiều khi nhầm động tác, làm cái này ấy chỉ là hay quên cửa đây các bạn này. Đấy, nếu mà anh này nhá, rồi mình xúc thử một vòng đấy, hầu như là mình muốn đẩy quay nhưng lại nhầm ra cái phần ra cần kìa. Đấy, đấy quay thì toàn mình quay lố, đấy quay lố này. Đấy, à, làm tay thuận này các bạn ạ, nếu không quen nha thì phải làm thật từ từ, tại vì rất là hay nhầm cái động tác quay. Mà một khi động tác quay này các bạn này, mà quay lố một phát này là táng vào công nhân hoặc là táng vào bất kỳ cái vật gì mà mình đang đứng này. Đấy, mình quay toàn quay quá đây này. Như bình thường ấy là mình để vậy đúng không? Mình đẩy cần, đẩy cái cần này là vậy là nó quay đúng không? Hoặc là bẻ cần vậy là nó ra cần đúng không? Nhưng mình đẩy nhờ vậy là quay này. Đấy, thấy chưa? Là mình không có thể gạt được. Đây, nhưng mình không thể gạt được đây này. Quay qua này, hạ xuống này. Đấy, còn quay lố không thôi. Đây, quay này. Đấy, rất là sợ này. Đấy, quay là hay bị đập vào cột điện. Quay lố. Đấy, mình phải kéo đây này. Nếu ấy, cái tay thuận này này, mình chỉ làm được một động tác, mình không thể kết hợp được. Đây nha, đang một động tác quay thôi này. Nếu kết hợp vừa quay vừa đổ vậy thì hầu như là mình toàn quay lố thôi. Đấy, bây giờ gạt thử nhá. Tiến hành gạt thử xem. Đấy, gạt thì vẫn gạt được nhưng mà nó không được đều tay. Đây, đặt gầu không được chuẩn. Đấy, quay qua lố này. Bình thường là mình muốn đặt vào đây đúng không? Đấy, đặt vào đây. Nhưng mà toàn mình quay lố này. Một là quay lố này, hai nữa là đây quay lố này. Đấy, là đặt được không chuẩn đây này. Ví dụ như là mình muốn vừa quay vừa đẩy cần ra này, vừa quay để miết đấy, để miết đất đấy. Đấy, thấy không? Thì nó lại nhập ra động tác khác. Tức là tay thuận rất là khó, mình làm không quen thì cảm giác rất là khó. Đây, đấy các bạn thấy không? Mình muốn hạ xuống nhưng mà nó lại toàn quay lố. Đây, gạt mặt bằng thử nha. Đấy, gạt nếu mà một động tác vậy thì được, để một cái động tác mà vừa gạt mà vừa vung cùi chỏ ra thì hầu như là không làm được. Đấy, động tác thì giật không dứt khoát. Đây này, gạt mặt bằng để chúng cao chúng thấp. Đấy, thấy không? Tức là mình bây giờ nhá, mình muốn cào cái mặt phẳng này, cào cái mặt bằng sát cái tường này này. Đây này, mình cào thử nhá. Đây này, cào sát đây nhá. Kéo vào đúng không? Kéo vừa kéo vào quay toa này. Đấy, hầu như là nó quay sang kia. Tại vì hay nhầm cửa và cái này mình không dứt khoát được. Đây, kéo này, vừa kéo vừa quay này. Đấy, hầu như là không lấy được mặt bằng. Đây, vừa kéo vừa quay này. Đấy, vừa hầu như không lấy được mặt bằng. Có lấy được thì rất là sâu. Đấy, có lấy được rất là sâu. Đấy, có lấy được rất là sâu. Đấy, thấy không? Xúc thì nó cũng không được chuẩn. Có cái con này mà đi làm mặt bằng thì cực kỳ khó, tại vì mình không thể làm được. Đây, quay nhiều lúc nhầm động tác hoặc là đang làm vậy mà ai gọi cái gì cái là quên động tác ngay. Đây, quay qua bên này đi này. Đấy, đấy đến cột điện không dám quay nhanh thì quay từ từ này. Đấy, còn nó đặt vào đây này. Đấy, toàn hay nhầm tại vì mình đẩy mạnh vậy nó ra mạnh quá. Đấy, hoặc là mình quay vậy là quay mạnh quá thì không làm được. Đấy, cái tay thuận này này, cái tay thuận này thực ra ấy là nó chỉ áp dụng cho những cái vùng như là như mình vừa nói hồi nãy thôi. Còn như ở tất cả các vùng miền khác, dĩ nhiên ở các vùng các tỉnh thành khác vẫn có người lái tay thuận, nhưng cái số tay thuận nó ít hơn là tay nghịch. Đấy, còn cái tay thuận tay nghịch nó không quan trọng các bạn ạ. Máy mà nhà nào mà nhiều máy ấy mà người ta dùng chuyên tay nghịch người ta sẽ dùng tay nghịch, còn chuyên tay thuận người ta để tay thuận. Đấy, còn nhà ít máy thì có thể là mình có thể đổi cho cha được. Ví dụ như con máy này, nhà có một máy thì ví dụ như là bảo em ơi, anh ơi, em không lái được tay thuận, em chỉ lái được tay nghịch thì họ sẽ đổi cho mình. Đổi đây là đổi tiêu ở đây. Còn đối với những cái dòng mà không có cái van đổi tay trang nha các bạn nha. Còn đối với những cái dòng mà có van đổi tay trang vậy nó lại quá đơn giản. Các bạn chỉ đổi ấy,
định thì mình có thể lái được cả hai tay, nhưng cái tay thuận này ấy, mình chỉ đi làm những công việc như là xúc đất lên ô tô hoặc là làm những công việc vớ vẩn thôi, làm những việc không có yêu cầu cái định vị khó. Còn làm những san mặt bằng này, gạt mặt bằng này, làm ta ly các thứ là phải làm đúng tay của mình thì mình mới chuẩn được kỹ thuật đấy. Như vừa xong đây nha các bạn nha, những cái chỗ này để mình không thể gạt được sát vào đây và cũng không thể xúc được cái đất đầy gầu chẳng hạn, hoặc là không thể đây xúc như vậy này, không thể mở qua đây để đổ vào đây được đấy. Đấy, không thể đổ ở đây được, đổ rất là khó. Đây này, đổ đấy, đẩy cả vào tường kìa. Đấy, máy thì làm dần ra dần ra. Đấy, rất là khó chơi. Đấy, nên là cái tay thuận này này là hầu như là làm tay thuận ấy hay bị nhầm cửa. Đấy, hay bị nhầm cái cửa tay trang này, nhầm cửa, nhầm động tác, hầu như không kết hợp được. Đấy, còn nên là cái này ấy, khuyên anh em là nào ấy mà muốn thử ấy, chỉ nên thử ở những cái địa hình mà rộng rãi như thế này thôi. Có quay thì cũng chả va chạm vào ai cả. Đấy, đây này, mình xúc mình rất là hay nhầm. Đấy, còn nếu mà để mà làm ấy thì nên làm thuận theo cái chiều tay của mình. Tất nhiên ấy, ai ấy làm quen tay nào thì sẽ bảo là tay đấy dễ rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà mình đây thì mình có thể chiến được cả hai. Nhưng cả hai ở đây này là công việc như hôm nay là nhà mình mới làm được tay thuận, còn không san cả mặt bằng là mình phải làm tay nghịch. Đấy, sau khi xong rồi đây mình lại có thể đổi lại, mình đổi lại đây. Đấy, đây mình đã đổi về cái tay nghịch theo cái tay của mình đây các bạn này, không bao giờ nhầm động tác luôn. Đây này, chích đặt gầu đâu đặt được này, sát đây được này, vào trong khe này được này. Đấy, tại vì mình đã quen cái tay của mình như thế này rồi. Đây, quay qua không bao giờ nhầm động tác luôn. Đấy, rồi mình san mình gạt nó dễ này. Đây, đấy các bạn thấy chưa. Đấy, tự nhiên lấy mặt bằng này sát cái mương này chẳng hạn. Đây, mình thích kiểu nào cũng được này, hút được này. Đấy, thấy chưa, thích san gạt mặt bằng đúng không, thích san gạt kiểu gì khó san luôn. Đấy, thích san khi nào thích quay tốc độ nhanh cũng có, tốc độ chậm cũng có. Đấy, mình quen rồi đúng không. Cái tay trang thuận này hay nghịch này như mình có nói rồi, ngày xưa các bạn đi học ông sư phụ nào ông lái tay nào thì các bạn chắc chắn là sẽ quen tay đấy đúng không. Còn ấy, làm tay trang thuận hay tay trang nghịch không quan trọng, mà miễn sao các bạn làm được việc là được. Đấy, được việc là được nha, không quan trọng là tay trang thuận làm đẹp hơn hay tay trang nghịch. Đấy, nhiều bạn hỏi là tay trang nào làm đẹp hơn, không có tay trang nào thuận hay nghịch làm đẹp cả. Làm đẹp hay không không phụ thuộc vào tay trang, mà là phụ thuộc vào cái tay lái, cái tay của các bạn điều khiển nha. Cái tay của các bạn điều khiển nó như thế nào thì nó sẽ đẹp như vậy. Còn cái tay trang thuận, cái người nào ví dụ như là mình đang làm tay nghịch như vậy, mình thấy làm nó dễ thì mình sẽ bảo là tay nghịch làm dễ. Còn người nào mà làm tay thuận quen rồi thì chắc chắn người ta sẽ bảo ôi tay thuận sẽ dễ hơn cái tay nghịch nhiều. Đấy, tức là cái tay trang này ấy, thuận hay nghịch thì nó phụ thuộc vào cái tay nghề của mình điều khiển như thế này này. Đấy, còn ấy không quan trọng là bảo là tay nào dễ đâu, chả có tay nào dễ, tại vì không phải là dễ, tại vì nó nằm ở trên này chứ không phải là đổi sang cái tay trang nghịch là máy tự động nó làm nó san mặt bằng cho mình ấy, hoặc là đổi sang tay trang thuận ấy là máy tự động nó san cái phần như này này. Đấy, san thuận như vậy cho mình luôn. Đấy, nếu mà cái tay trang nó có cái tay trang loại tay trang điều khiển tự động như vậy ấy thì mới nói là tay trang nào dễ tay trang nào khó đúng không. Nhưng mà ở đây là toàn bộ mình điều khiển. Đấy, ví dụ như mình đang điều khiển đúng không, đúng không, mình điều khiển như vậy, mình khéo léo này, mình khéo léo mình để từ từ vậy, mình gạt này, đấy thì nó đẹp. Nhưng nếu mình không khéo léo, mình không biết cách điều khiển, mình quảnh phát như vậy, đấy vỡ luôn cái kia đúng không. Đấy, đấy ủi phát như vậy thì sẽ chả vỡ đúng không. Vậy nên là tay trang nào không làm đẹp hết, tay trang nào không làm đẹp giỏi cả, chủ yếu là tay nghề của các bạn là điều khiển cái máy móc này như thế nào thôi. Đấy, mình lái có chuẩn chỉ, tay điều khiển ngon lành, đấy thì là tay trang nào cũng chơi hết. Còn tất nhiên là khi mà mình đi làm ấy, mình lái quen tay nào thì tất nhiên là tay đấy nó sẽ là hợp với mình hơn. Nhưng không quan trọng khi đi xin việc làm hoặc đi lái này hay là lái gì đấy thì mình phải nói rõ là anh ơi, nhà anh là lái tay gì, để tránh trường hợp là mình chưa lái tay nghịch mà xin vào nhà đấy toàn có lái máy tay thuận thì mình sẽ không làm được việc các bạn nha. Nên thử máy nhìn như kiểu là trời ơi thì mất điểm lắm đúng không. Còn tất nhiên ấy, các bạn ấy nên tìm hiểu và lái thử. Ví dụ như các bạn đang làm ở công trình như thế này mà các bạn rảnh rỗi đúng không, làm những việc dễ dàng như thế này thì các bạn
nên lái tay nghịch rồi đúng không, nên đổi sang thử tay thuận để làm việc. Ví dụ như tay đang nghịch thì các bạn đổi sang thuận, còn nếu tay đang thuận các bạn đổi sang tay nghịch, các bạn lái thử ở công trường luôn. Ví dụ như công trường này rất là dễ dàng thì các bạn có thể là đổi sang tay thuận hoặc là đổi ngược lại sang tay nghịch để mình lái thử, để sau này nó rất là tiện lợi cho mình. Tiện ở đây là như nào? Cái tiện lợi đầu tiên ấy, khi các bạn biết được nhiều về phần tay lái thì các bạn sẽ lợi thế cho các bạn nhiều hơn. Thứ hai, ví dụ như các bạn đang trong thời gian làm việc mà các bạn được nghỉ, mà người nào đó lại nhờ các bạn là đi lái cho một ngày 600 hay 700 đấy, nhưng mà máy của người ta là máy tay nghịch hoặc là máy tay thuận, mà các bạn không làm được một trong hai tay đấy, tức là các bạn đã lái tay nghịch và không lái được tay thuận, thì tất nhiên là các bạn sẽ mất đi một khoản chi phí, tức là một khoản kiếm thêm thu nhập rồi đúng không? Nhưng nếu các bạn làm được cả hai tay thì nó bảo là em ơi máy tay nghịch cũng lên làm được, em ơi máy tay thuận cũng lên làm được tất, thì mình sẽ kiếm thêm được. Thứ hai nữa, các bạn đi thử máy ở ngoài bãi, các bạn muốn đi mua một máy xúc đã qua sử dụng, cụ thể là máy bãi chẳng hạn, nhiều con xúc tay thuận nhưng các bạn không biết cách lái máy tay thuận, thì các bạn không bao giờ test và kiểm tra thử được con máy đấy nó ngon lành hay như thế nào đâu. Đấy, nên chính vì vậy là nên học cả hai tay, học cả hai tay nó rất là có ích cho mình để sau này còn phục vụ cho bản thân mình. Đấy, nên chính vì vậy tại sao mình bảo là nên học và tìm hiểu hai tay để cho mình biết thêm. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đây cái tay trang thuận thì mình làm nó hơi kém, nhưng mà đối với tay trang nghịch các bạn có thể thấy không, mình san mặt bằng nó rất là đẹp và nó rất là nhìn nó chuẩn chỉ hơn đúng không? Như vậy thì ngày hôm nay mình đã có một cái video so sánh giữa tay trang thuận và tay trang nghịch. Thì chắc hẳn qua video này thì các bạn cũng đã hiểu thêm hơn về tay trang thuận và tay trang nghịch là như thế nào. Tay trang nghịch hay trang thuận đều không làm đẹp, muốn làm đẹp thì phải do cái chính cái bàn tay của các bạn điều khiển. Đó. Vậy thì video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận nhiều video mới. Xin thân mến kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.